Vâng, trong buổi sáng ngày 18 tháng 2 thì bên em có hai bộ về đến Hải Dương và Hải Phòng. Phần đầu tiên đó là một bộ loa VK938 dòng loa 340. Bên em cũng test trong phòng kỹ thuật rất là cẩn thận rồi. Một đôi 938 và một con đẩy D50S về. Tức là bộ về Hải Phòng, 938 là về Hải Phòng, còn G4000 về Hải Dương. G4000 về Hải Dương. Đó, thì buổi sáng ngày 18 cũng khá là lạnh và Hà Nội đang lạnh và cũng có chút mưa phùn. Đó thì đội ngũ anh em JK Audio vẫn cứ miệt mài test và đóng hàng ở trong khu vực kỹ thuật. Và đây là di chuyển ra xe để lên đường lắp đặt cho các bác và anh em, cũng như hai ba khách ở dưới Hải Phòng và Hải Dương. Bên em kết hợp chuyến, kết hợp trên một chuyến xe 7 chỗ là đi vừa. Đó, các bác và anh em đầu năm có nhu cầu về âm thanh karaoke gia đình thì có thể liên hệ trực tiếp cho JK Audio. Và hiện nay thì các bác để lại số điện thoại trên kênh ấy, thì YouTube hầu như là ẩn 100% số điện thoại, thì các bác nên ghi bằng chữ hoặc gọi trực tiếp cho bên em thì bên em mới cập nhật được thông tin nhé. Nhiều bác cho số điện thoại là bị ẩn đấy, xong đầu gọi điện lại thắc mắc là tại sao không gọi cho tôi để tư vấn, nhưng thực chất là các bác cho số điện thoại, sau đó YouTube sẽ ẩn, vì đó là một cái bảo vệ quyền riêng tư của YouTube thì chúng ta không thể can thiệp được. Và các bác và anh em lưu ý nhé, bác nào mà cần thì có thể gọi điện trực tiếp cho bên em là tốt nhất, hoặc để lại số điện thoại bằng chữ thì YouTube sẽ cho hiện lên qua thuật toán YouTube, để các bác và anh em lưu ý. Combo G4000 về Hải Dương. Tất cả những sản phẩm là bên em đều test để các bác và anh em yên tâm sử dụng cũng như trải nghiệm tại nhà với những dịch vụ lắp đặt tại nhà của JK Audio hiện nay đang phát triển rất là tốt và đang đi đúng hướng với nhu cầu các bác và anh em mua hàng online. Thì bên em sẽ tư vấn cũng như có dịch vụ lắp đặt tại nhà với bán kính 50 km là bên em sẽ miễn phí, còn trên 50 km thì bên em sẽ các bác phải phụ thêm một chút, gọi là tiền xăng xe cũng như tiền cầu đường về 200 cây thì bên em sẽ có xe về lắp đặt. Và các bác và anh em chỉ việc ở nhà gọi điện lên ạ. Khi mà xem kênh YouTube của JK Audio thì các bác và anh em gọi điện. Thì JK hiện nay đã là một trong những cơ sở đạt được nút bạc rất là danh giá của YouTube, là một trong những cơ sở uy tín nhất thị trường Việt Nam về âm thanh karaoke gia đình. Đó là cũng là nhờ những nút đăng ký của các bác và anh em cũng như lượt bình chọn của quý vị và các bác. Đó. Thì một trong những kênh bán rất là uy tín trên thị trường âm thanh Việt Nam các bác nhé. Các bác không phải lo đâu ạ. Cứ nhấc máy lên gọi điện cho bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình cũng như nhân viên kỹ thuật cao về tận nhà lắp đặt. Đó, một đôi với kẹp 938 với có vừa không đây? Không vừa rồi. À vừa. Đó các bác nhé, vừa luôn, xinh hai bộ. Và có đẩy D50S. Hiện nay thì D50S đang vượt trội về công nghệ thì cũng đang được lựa chọn rất là nhiều so với các dòng đẩy liên vang khác. Thì các bác và anh em cố gắng có thể nâng cấp thêm con D50S này cho nó hiệu quả, cũng như là sự trải nghiệm hoàn toàn mới về công nghệ. À, con Sub Leader 12 nữa đây này. Con Sub Leader 12 nữa. Đấy, vừa làm sao được. Cho đằng trước thôi. Đó, con Sub Leader 12. À, buổi sáng khá là bận rộn đấy ạ. Đầu năm thì các bác và anh em vẫn có nhu cầu giải trí về âm thanh gia đình. Rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng và ủng hộ JK Audio. Thì đó là hai bộ về Hải Dương và Hải Phòng. Và các bác chờ trong khoảng tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi sẽ đến không gian nhà các bác và bên sẽ lắp đặt bàn giao nhé.